cảm nhận được cỗ này tùy tâm sở dục mênh mông lực lượng, Lý Hạo có loại rung động cảm giác, đây chính là thứ 8 cực cảnh. Đạo vực 360 trọng, đạt tới theo một ý nghĩa nào đó viên mãn cực hạn, so sánh thiên địa, tự thành tròn trịa. Đạo vực bên trong pháp tắc xen lẫn, dị tượng xuất hiện, kỳ dị là tại 359 trọng đạo vực lúc. Lý Hạo còn cần điều động cực lớn lực lượng mới có thể tất cả đều thi triển đi ra dù sao đạo vực thi triển vốn là cực kỳ tiêu tốn năng lượng. Hồ Chi là 359 trọng điệp ra nhiều như vậy, cho dù Lý Hạo tiếp dẫn thiên địa mạch, cũng chỉ có thể duy trì mấy phút. Nhưng giờ phút này, theo 360 đạo vực mà thành, cái này đạo vực dường như bắt chước thiên địa, tự hành vận chuyển, Lý Hạo chỉ cần chút ít năng lượng làm dẫn dắt, liền có thể dài lâu duy trì. Theo mức tiêu hao này, cho dù Lý Hạo thời thời khắc khắc đều đem đạo vực bao phủ tự thân, cũng có thể dài lâu tồn tại. Lý Hạo đôi mắt lấp lóe, trừ năng lượng tiêu hao chợt hạ xuống bên ngoài, đạo vực tự thân thuế biến mới là đáng sợ nhất bây giờ hắn nếu là cực cảnh tất cả đều hiển lộ, không biết có thể hay không cùng bán thánh so sánh. Cái này thứ tám cực cảnh, Lý Hạo xưng là vĩnh hằng đạo vực, không phá bất bại bất diệt. Theo thứ tám cực cảnh tu thành, Lý Hạo không có dừng lại, mà là đem đạo vực thu liễm, sau đó lần nữa tu tập thứ 10 tòa thần chiều công pháp còn thừa lại. Nhưng theo tu hành, những công pháp này thôi diễn trí đạo vực giai đoạn lúc, hình thành đạo vực lại bị đè ép, không cách nào dung nhập vĩnh hằng đạo vực, cũng vô pháp thi triển vĩnh hằng đạo vực phảng phất chính cung thê tử vờn quanh tại lý hạo bên người mới đạo vực vừa tu thành liền bị vĩnh hằng đạo vực uy thế chen tán không cách nào ngưng tụ lý hạo ngơ ngẩn từng có trước mặt kinh nghiệm hắn biết cực cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng thứ tám cực cảnh nên cũng là như thế trước mắt hẳn là thứ tám cực cảnh bình cảnh làm sao có thể đánh vỡ đạo này bình cảnh trở ngại tiếp tục tu hành chính là thông hướng trung cực cảnh nan đề nhưng tu luyện tới cực cảnh rất khó đánh vỡ cực cảnh càng khó Lý Hạo lại thử mấy lần, hết thảy thất bại, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bát cực cảnh, ảnh hưởng lẫn nhau, như không có thiên địa mạch, căn bản là không có cách tu thành thứ tám cực cảnh. Chỉ là hơn 300 trọng đạo vực điệp ra quá trình, liền sẽ hao hết sạch tất cả lực lượng, bởi vậy tu thành thiên địa mạch là cái khác cực cảnh cơ sở. Có lẽ thứ tám cực cảnh, cần trước đem phía trước cái khác chung cực cảnh tu thành, mới có thể nhẹ lòng một ít. Lý Hạo đôi mắt lấp lóe, bây giờ thông lực trung cực cảnh đã thành, thứ hai cực cảnh là thiên địa mạch. Nếu là đem thiên địa mạch tăng thêm một bước, có lẽ đối với phía sau trung cực cảnh tu hành có so sánh trợ giúp lớn. Nhưng thiên địa mạch đã đạt đến cực hạn. Toàn thân 108 đại mạch tất cả đều mở, tăng thêm âm dương song mạch, liên thành một khối, cùng thiên địa mạch yếu không đều, đây đã là chu thiên cảnh cực hạn. Lại đề thăng một bước, đánh vỡ đạo này bình cảnh, Lý Hạo không có chút nào suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, Lý Hạo cảm thấy đi hỏi một chút trên đàn, đối phương kiến thức rộng rãi, có lẽ có đầu mối gì có thể cung cấp. Lý Hạo đứng dậy, thu lại khí tức, đi vào trên đàn trong đình viện. Bây giờ Lý Hạo có trên đàn cho phép, có thể tùy ý xuất nhập nàng đình viện, không cần sớm thông báo, điểm ấy cho dù là trên đàn mấy vị thân truyền đệ tử đều không được. Trong đình viện, trên đàn chính đang vẽ tranh, Lý Hạo thấy được nàng tại vẽ một đóa hoa nhỏ, mỉm cười, cứ việc hội họa hoa nhỏ rất phổ thông, nhưng ở nàng bút vẽ hạ đóa hoa kia lại không tầm thường, có loại mưa gió không cách nào ma diệt cứng cỏi cảm giác đó là một loại có thể xông phá hắc ám thổ nhưỡng phi phàm ý chí. Lý Hạo biết nàng họa đạo có chỗ tinh tiến. Cảm nhận được Lý Hạo đến, trên đàn vừa lúc cũng vẽ xong đặt bút, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Hạo, nhoẻn miệng cười, nói, ngươi nhìn bức tranh này của ta như thế nào? Rất không tệ. Lý Hạo không tiếc tán dương. Trên đàn nụ cười trên mặt càng nhiều hơn mấy phần, trong nội viện ánh nắng tựa hồ cũng biến thành tươi đẹp, nàng bỗng nhiên nhìn chăm chú, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Hạo, nghi ngờ nói, tu vi của ngươi có tăng lên mặc dù nàng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lý hạo khí tức nhưng cảm giác được lý hạo tựa hồ so lúc trước càng đáng sợ đó là một loại cực mịt mờ trực quan cảm thụ lý hạo có chút ngoài ý muốn hắn có vạn tượng chờ đồ dám thuộc tính che giấu khí tức đối phương thế mà còn có thể nhìn rõ đến có đủ nhạy cảm xem như thế đi lý hạo đối trên đàn nói ta muốn hỏi hỏi tu luyện tới cực cảnh về sau ngươi biết nên như thế nào tăng lên à đánh vỡ cực cảnh trên đàn kinh ngạc nhưng lại thoải mái cười nói. Ngươi có ý tưởng này cũng bình thường, tìm kiếm cực cảnh sau lực lượng, là từ xưa đến nay chư thánh đều đang nỗ lực sự tình, chúng ta lúc trước vừa tu thành cực cảnh lúc. Đã từng hiếu kỳ qua, cực cảnh phải chăng có thể bị đánh phá, có thể tiếp tục tiến thêm một bước, nhưng các loại nếm thử về sau, cực cảnh cơ hồ không cách nào đánh vỡ. Bất quá, cực cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, tại cổ lão thời kỳ, từng có vị thánh nhân đánh vỡ qua cực cảnh. Chứng minh tại cực cảnh sau còn có thể tiến một bước tu hành, nhưng muốn đánh vỡ cực cảnh khó như lên trời, cho dù là thánh nhân cũng rất khó làm được. Lý Hạo liền giật mình, liền vội vàng hỏi, vị thánh nhân kia đánh phá vỡ là cái nào cực cảnh? Tựa hồ là Thập Ngũ Lý cực cảnh. Trên đàn nói, kia là cực xa xưa chuyện, vị thánh nhân kia tung tích từ lâu biến mất ẩn độn, không biết tung tích, chỉ để lại một tờ hóa đơn tạm cho đệ tử của mình, nói tuyệt đối không nên tu luyện Thập Ngũ Lý trung cực cảnh, đây là cấm kỵ. Ừm. Lý Hạo nghi hoặc đối phương đánh phá vỡ là thập ngũ lý cực cảnh. Lý Hạo biết thần tộc là thông lực trung cực cảnh người tu hành chỗ sinh sôi chủng tộc. Thập ngũ lý trung cực cảnh là cấm kỵ, cái này lại bắt đầu nói từ đâu. Đây đều là truyền ngôn, cụ thể thật giả như thế nào cũng khó có thể nói rõ, quá xa xưa. Trên đàn nhìn về phía Lý Hạo, bên môi câu lên cười khẽ, nói, ngươi ý tưởng như vậy, cùng chúng ta lúc trước rất giống, dạ tổ cùng thanh tổ bọn hắn tại tuổi trẻ thiên kiêu thời kỳ đó, đã từng trí hướng lang thiên muốn tu thành vạn cổ đệ nhất nhưng cuối cùng đều thua với hiện thực ý thức được thiên địa mênh mông yêu nghiệt vô số tự thân bất quá là một cái trong số đó thôi thân là hoa du hội phó hội trưởng tâm tình của nàng nhiều ít mang một ít thổn thức cùng bi quan lúc tuổi còn trẻ ngạo khí đều bị ma diệt lý hạo khẽ gật đầu nghe đồn xác thực sẽ khoa trương chỉ là không nghĩ tới cho dù là trên đàn đối trung cực cảnh đều biết rất ít lúc trước tu thành thông lực trung cực cảnh đối lý hạo tới nói cũng không tính là quá phí sức nhưng thiên địa mạch cực hạn lại tựa hồ như không phải dựa vào công pháp tích lũy liền có thể đánh vỡ cần một loại nào đó thời cơ hoặc là giống thứ sáu cực cảnh hóa tiên cần một loại nào đó tâm cảnh một loại nào đó đốn ngộ lý hạo hơi lúng túng một chút đối trên đàn hỏi ngươi nói vị thánh nhân kia hắn chỉ đánh vỡ thập ngũ lý cực cảnh à cái khác cực cảnh đâu trên đàn lắc đầu nói đánh vỡ cực cảnh cần nhìn cơ duyên có cơ duyên vừa lúc có thể trợ giúp ngươi đánh vỡ cái nào đó cực cảnh dù sao mỗi cái cực cảnh gặp phải bình cảnh không giống nhau mà lại chỉ là tu thành cực cảnh liền rất khó, chớ nói chi là phá vỡ, có tâm tư này, ngươi có thể thử trước đem mặt khác cực cảnh tu thành, tránh khỏi suy nghĩ những này, đi đường quanh co. Nào lấy người từng trải kinh nghiệm khuyến cáo Lý Hạo, hiện đang suy nghĩ những này, thuần túy là bạch tốn thời gian. Mặc dù đây là tuyệt đại đa số thiên kiêu đều sẽ kinh lịch quá trình, dù sao đương tu thành cực cảnh về sau, khó tránh khỏi sẽ có thiên kiêu sinh lòng ngạo khí, muốn đánh vỡ cực cảnh, nhưng cuối cùng cố gắng trăm năm, thậm chí càng lâu, lại phát giác chỉ là không cố gắng, căn bản là không có cách lĩnh hội cùng đánh vỡ. Mà lúc này ánh sáng lại là bạch bạch hoang phế, dẫn đến tu vi tăng tiến chậm chạp. Lý Hạo gặp nàng nói như vậy, cũng biết lại hỏi không ra tin tức gì, trung cực cảnh xác thực quá bí ẩn. Thông lực trung cực cảnh người đều bị xem như thần tộc, có thể nghĩ cái khác trung cực cảnh nên có bao nhiêu bí ẩn, cỡ nào khó tu thành. Chỉ là bây giờ hắn đã bát cực cảnh, như lại tu cực cảnh, chính là văn đạo cảnh. Nhưng cái này cần ngự đạo tăng lên mà chí tôn chiến sắp đến, Lý Hạo nhất định phải nhanh tăng lên tới so sánh thánh nhân cảnh lực lượng. Thánh nhân cảnh cùng bán thánh trên lệch, cũng là cực đoan đáng sợ, từ kiếm chủ 37 vạn họa đạo kinh nghiệm tới làm so sánh liền có thể nhìn ra trên lệch này không phải một chút điểm. Trên lệch một hai vạn kinh nghiệm, trên chiến đấu đều sẽ có rõ ràng áp chế, chớ nói chi là 7 8 lần kinh nghiệm trên lệch. Bằng vào ta hiện tại, mặc dù bát cực cảnh, nhưng đối mặt thánh nhân, chỉ sợ vẫn là chỉ có chạy trối chết phần. Lý Hạo ánh mắt chớp động, mặc dù vĩnh hằng đạo vực rất mạnh nhưng hắn cũng không dám hứa chắc những cái kia thánh nhân yêu nghiệt phải chăng cũng tu thành này cực cảnh dù sao thánh nhân chí ít cũng là năm cực cảnh cất bước so sánh phía dưới lẫn nhau trên lệch cực cảnh cũng không nhiều lại đối phương là thánh nhân cảnh tu vi công tham tạo hóa thánh đạo đã thành như không phá nát thánh đạo căn bản là không có cách đem nó chu sát mà hắn hiện tại còn không cách nào đối thánh nhân chu tâm phá đạo văn đạo cực cảnh sự tình tạm thời thả một chút trước thành thánh Lý Hạo trong lòng cấp tốc làm ra an bài, so sánh với văn đạo cực cảnh mang tới lực lượng tăng lên, thành thánh tất nhiên sẽ càng mạnh. Thánh nhân cảnh cùng cái khác cảnh giới, chỉ là cảnh giới trên lệch liền lớn đến vô biên. Mà dưới mắt, hương hỏa thành thánh con đường này quá chậm, có hy vọng nhất chính là tế đạo thành thánh. Tại Lý Hạo suy tư lúc, trên đàn mắt nhìn Lý Hạo, cũng không biết lời khuyên của mình có không có đạt hiệu quả. Có khi không mình đâm đến đầu rơi máu chảy, rất khó nghe tiếng người khác, nhân giáo người không dậy nổi, sự tình dạy người một lần là được nàng cũng không có nghĩ nhiều nữa có chút kinh lịch là tất nhiên muốn đi một lần nhảy qua cố nhiên chu toàn không thiếu sót nhưng sao lại không phải một loại khác khuyết điểm lúc trước ngươi nói muốn nhìn văn tổ thánh địa sách thánh hiền hiện tại muốn đi nhìn à trên đàn ngậm cười hỏi lý hạo lấy lại tinh thần lập tức gật đầu đáp ứng trên đàn lúc này thu hồi này tấm hài lòng họa tác sau đó để nguyệt ảnh đem bàn vẽ cùng bút mực chờ cất kỹ chờ hắn trở lại sau đó liền dẫn Lý Hạo bay lên ra Thiên Đàn Phong. Mau nhìn, sư bên Tôn thân lại là kia Thanh Phong. Nhìn thấy hai người rời đi, thiên đàn trên đỉnh mấy vị đệ tử đều là ánh mắt phức tạp. Triệu Thanh Thư nhìn thấy, sắc mặt cũng là trầm xuống. Trên đàn thế nhưng là Thiên Đàn Phong xinh đẹp nhất phong cảnh, bọn hắn những đệ tử này mặc dù không dám trong lòng có nghịch sự ý nghĩ, nhưng mỗi ngày nhìn thấy dung nhan tuyệt thế kia, trong lòng khó tránh khỏi có rung động, chỉ là chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, không dám biểu lộ. Giờ phút này nhìn thấy đối phương cùng Lý Hạo mấy ngày nay khi đi hai người khi về một đôi, nhưng trong lòng cực cảm giác khó chịu, văn tâm đều có chút loạn. Văn tâm các là văn tổ thánh địa thu nhận sử dụng sách thánh hiền địa phương, văn tổ thánh địa thu đồ, truyền thụ văn thánh tu hành hệ thống, đem sách thánh hiền bên trong lực lượng lấy ra như chỉ là nhìn sách thánh hiền, không có tương ứng tu hành hệ thống, liên chỉ là buồn tẻ đi học. Bởi vậy trên đàn mang Lý Hạo tới, ảnh hưởng cũng không lớn, cái này văn tâm các bên trong rất nhiều sách thánh hiền vẫn là từ các vương triều Hàn Lâm viện bên trong sưu tập tới. Văn tổ thánh địa tại 33 giới văn nhân bên trong, địa vị trí cao, cho dù là trí thánh cũng không thể so sánh, dù sao văn thánh tương đương với nho sinh trong lòng trí cao thánh nhân. Mà văn thánh hương hỏa tín ngưỡng cũng đều đến từ chư thiên văn nhân mặc khách. Văn tâm các nguy nga đứng vững, phía trên tản ra nho nhã mờ mịt hào quang, vừa tới gần nơi này. Lý Hạo liền có loại tâm cảnh cảm giác ấm áp, tựa hồ hết thảy tạp niệm đều bị xóa đi, nội tâm yên tĩnh. Trên đàn đi vào văn tâm các trước, cùng khán thủ giả bắt chuyện qua, liền đối với Lý Hạo nói: "Ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi vào xem đi." Nàng nói tùy ý, nhưng Lý Hạo trong lòng cảm kích, đối nàng gật gật đầu, không nhiều lời, chuyển thân tiến vào văn tâm các bên trong. Chỉ thấy trong lầu các, trên giá sách chất đầy cổ tịch. Lý Hạo thần niệm quét tới, rất nhanh liền phát giác, những này đều chỉ là bình thường thư tịch. Nếu là phối hợp bên trên văn tổ thánh địa tu hành hệ thống, mới có thể phát huy ra đáng sợ tác dụng. Nói cách khác, văn tổ thánh địa chân chính công pháp tu hành không ở chỗ này chỗ, nơi này tương đương với binh khí các. Lý Hạo thần niệm quét tới, nhanh chóng đem những sách vở này đều ghi chép lại, ở trong đó càng nhìn đến ba quyển có thể thu nhận sử dụng danh tác. Lý Hạo có chút ý động chờ đem văn tâm các sách thánh hiền tất cả đều khắc vào nguyên thần bên trong dưới lưng, lập tức cầm lên cái này ba quyển danh tác đi ra. Lúc này bên ngoài đã qua đi nửa ngày, trên đàn y nguyên đứng tại các bên ngoài chờ, vị trí cùng tư thế cùng Lý Hạo đi vào trước không có thay đổi gì. Chờ nhìn thấy Lý Hạo đi ra trên đàn ánh mắt rơi vào trong tay hắn ba quyển danh tác bên trên, không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi ánh mắt ngược lại là rất tốt. Cái này ba quyển danh tác, nếu là ta muốn bắt đi cất giữ, nên nỗ lực cái gì? Lý Hạo hỏi, cái này ba quyển danh tác một khi bị thu nhận đến bảng bên trong liền sẽ biến mất, nghĩ đến văn tổ thánh địa cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, như không đáp ứng, Lý Hạo cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi thật đúng là dự định nghiên cứu những này à, Ngươi không có văn thánh tu hành pháp, cầm đi cũng vô dụng, chẳng lẽ lại chỉ là nhìn xem?" Trên đàn nói. "Ừm, đều thuyết thư bên trong tự có hoàng kim ốc, ta nghĩ đãi kiếm tiền." Lý Hạo nói. Trên đàn cười nói, "Còn có hạ nửa câu đâu, trong sách còn có nha như ngọc." Nha như ngọc đã thấy qua, hoàng kim ốc còn không chút gặp qua. Lý Hạo nói. Trên đàn sững sờ, nhìn thấy Lý Hạo ánh mắt đang nhìn nàng, phối hợp lời này, nàng không khỏi gương mặt ửng đỏ dưới, nhưng rất nhanh bình phục, nói: nếu là ngươi gia nhập văn tổ thánh địa cái này ba quyền danh tác ngược lại là có thể trực tiếp tặng tặng cho ngươi lý hạo hít một tiếng lắc đầu nói ta gánh vác cừu hận không thể cho văn tổ thánh địa thêm phiền phức trên đàn sững sờ hỏi có thủ địch là ai lý hạo không nói hắn cùng hư thánh thủ liên quan đến thánh nhân không muốn đem người khác liên lụy đi vào trên đàn đôi mắt ngưng lại lập tức ý thức được lý hạo cừu địch không thể coi thường nếu không lấy lý hạo dạng này cảnh giới nếu chỉ là bán thánh vì cừu địch căn bản không cần thiết vì thế lo lắng liên lụy đến văn tổ thánh địa. Dù sao lại cho Lý Hạo một sáp, đoán chừng cũng liền có thể so sánh bán thánh, nói gì liên lụy. Nếu không phải bán thánh, vậy cũng chỉ có thể là. Trên đàn nhìn chằm chằm Lý Hạo một chút, không có nghĩ đến cái này cả ngày nhẹ nhõm vui đùa người, lại có dạng này cừu địch, như là người khác trêu chọc đến dạng này cừu địch. Hơn phân nửa cả ngày sợ hãi, đêm không thể say giấc, nhưng Lý Hạo không có trước khi nói nàng căn bản không nhìn ra Lý Hạo tâm cảnh hỗn loạn nếu là có cần hoa du hội có thể giúp ngươi ra một phần lực trên đàn nói lý hạo nhìn nàng một cái biết tâm ý của nàng khẽ lắc đầu chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết trên đàn nghe vậy biết lý hạo đây là không muốn đem phiền phức liên lụy đến người khác trên đầu cái này để nàng trong lòng không khỏi thầm than đối lý hạo cũng càng thêm thưởng thức dù sao nếu là lý hạo không nói tại nàng mời mọc gia nhập văn tổ thánh địa tương lai xảy ra chuyện văn thánh không thiếu được muốn ra mặt hỗ trợ nhưng lý hạo lại không làm như thế không có đem nó lợi dụng bên trên. Cái này không biết xem như ngu xuẩn, vẫn là quá mức chân tình. Trên đời danh lợi nhiều, chân tình khó tìm, chiên đàn trong lòng than nhẹ, nghĩ đến mình từ nhỏ từ bên trên tam giới trong hoàng tộc rời đi, thoát ly kia quyền lợi hương hỏa tranh đấu vòng xoáy. Từ nhỏ nàng liền nhìn hết nhân gian hiểm ác, mẫu thân cũng vì này mà chết, tình người ấm lạnh nàng đã nhìn hết, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được giống lý hạo dạng này người. Nếu như thế, như không thể gia nhập văn tổ thánh địa, cái này ba quyển ngươi có thể chọn lựa một bản mang đi, còn lại để ta giải quyết. Trên đàn nói với Lý Hạo. Lý Hạo nhìn nàng một cái, biết đây cũng là một phần ân tình. Hắn nghĩ nghĩ, tại ba quyển bên trong chọn lựa dưới, chọn chúng trong đó một bản nhân hoàng tập. Sau đó, đem còn lại hai quyển giao cho khán thủ giả trả lại. Trên đàn mắt nhìn, khẽ gật đầu, không nói gì. Lý Hạo đem nhân hoàng tập thu được thiên địa không gian, lập tức hỏi văn tâm các bên trong có phải hay không có rất nhiều ghi chép sách thánh hiền trên đàn sững sờ cười nói ngươi thế mà có thể nhìn ra bút tích thực cùng sao chép bản trừ phi đối một ít sách thánh hiền vô cùng có nghiên cứu nếu không rất khó coi ra lý hạo cũng không phải là nhìn ra mà là phỏng đoán dù sao văn tâm các thu nạp chư thiên sách thánh hiền lại chỉ tìm tới ba quyển có thể thu nhận sử dụng danh tác cái này rất không hợp lý trên đàn nói ra có chút bút tích thực thất truyền chỉ là sao chép có chút bút tích thực tại hoàng triều trong hàn lâm điện không muốn tặng đến dù sao có chút văn nhân đối với mấy cái này chấp niệm rất sâu trừ phi dùng thủ đoạn cường ngạnh nếu không cho dù là thánh nhân cũng không đủ để để bọn hắn dao động tí ngưỡng còn có chút bút tích thực quá mức chân quý giữ lại trong tay văn thánh phòng ngừa đệ tử tới đây mượn đọc lúc hư hao lý hạo hiểu rõ nói cách khác cái này ba quyển danh tác đều là vị kia văn thánh không quá coi trọng bởi vậy bỏ ở nơi này còn lại danh tác bút tích thực đều bị hắn thu lại chỉ có bút tích thực mới có thể thu nhận sử dụng, sao chép vốn là không cách nào thu nhận sử dụng đến bảng bên trong. Lý Hạo cùng trên đàn trở về tới thiên đàn phong, sau đó mấy ngày chờ trên đàn cáo chi bản này danh tác đã giải quyết, đưa cho Lý Hạo lúc, Lý Hạo mới đem thu nhận sử dụng đến bảng bên trong. Mà nhân hoàng tập thu nhận sử dụng, cũng chuyển đổi thành đồ giám thuộc tính. Người nhân vô địch, thi triển người nhân vô địch trạng thái, có thể đem nhận hết thảy tổn thương ngang nhau bắn ngược. Lý Hạo sừng sốt, những này đồ giám thuộc tính có mạnh có đồng dạng, nhưng cái này người nhân vô địch thuộc tính, không hề nghi ngờ cực kỳ bá đạo. Này bằng với là cùng địch nhân lấy thương đổi thương, liều mạng đấu pháp. Nếu để cho người khác, ngược lại là hiệu quả bình thường, dù sao võ giả đều phải tận lực cam đoan giao chiến không bị thương. Tựa như trong rừng rậm dã thú, thụ thương giết địch, tự thân cũng sẽ tổn hại, như lưu lại ám tật đối võ đạo chi lộ cũng sẽ trở ngại. Như Lý Hạo có tích huyết trùng sinh, không sợ nhất chính là thụ thương. Bất quá, không biết đối mặt thánh nhân giao phong lúc, có thể có bao nhiêu hiệu quả. Lý Hạo đôi mắt chớp động, đối mặt đạo pháp cảnh, hắn còn không cần dùng đến loại này thuộc tính, nhưng thánh nhân giao phong có thể lên nhiều ít hiệu quả liền khó nói. Bất kể như thế nào, tóm lại là thoáng tăng cường tự thân một chút. Lý Hạo tâm tư chuyển tới còn lại sách thánh hiền bên trên, tại trong tiểu viện đọc thuộc lòng. Theo những này sách thánh hiền từ hắn miệng trung lang lãng mà ra thi thư kinh nghiệm lại đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ việc sách thánh hiền mỗi bản mang tới kinh nghiệm không coi là nhiều, mấy trăm đến mấy ngàn thậm chí có chỉ là mấy chục điểm. Nhưng văn tâm các bên trong sách thánh hiền nhiều lắm, theo Lý Hạo từng trang từng trang sách đọc thuộc lòng ra hắn thi thư đạo từ tứ đoạn nhanh chóng mãnh lên tới ngũ đoạn. Lại qua hai ngày, tăng lên tới lục đoạn, đồng thời thanh điểm kinh nghiệm đầy. Liên tiếp thu hoạch hai cái nghệ kỹ điểm, để Lý Hạo tâm tình thật tốt. Ngoài viện, trên đàn vẽ tranh khi nhàn hạ, nghe được tiểu viện kia bên trong truyền đến từng trang từng trang sách đọc thuộc lòng, biết Lý Hạo đây là đem sách thánh hiền tất cả đều học thuộc, không khỏi yên lặng, không nghĩ tới lý hạo thế mà thật đối với cái này chúc yêu. Nàng không khỏi cười khổ lắc đầu, so sánh với bọn hắn những này khổ bên trong làm vui hoa du hội thành viên tới nói lý hạo phản giống như là thật tại dạo chơi nhân gian. Thời gian cực nhanh. Lý Hạo đợi tại Thiên Đàn Phong, thi thư kinh nghiệm tích lũy đến lục đoạn viên mãn về sau, hắn muốn cảm ngộ nhập linh tâm cảnh mới có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng cảm ngộ cần tốn tâm tư, lý hạo chỉ có thể đem thi thư tạm thời gác lại, mà là đem nấu nướng đạo cùng họa đạo làm đầu mục xung kích mục tiêu vô luận là nấu nướng vẫn là họa đạo, chỉ muốn tăng lên đến 10 đoạn, hắn liền có thể tế đạo thành thánh, đến lúc đó mới tính có thể chân chính ngẩng đầu sinh hoạt, triển lộ bản tôn thân phận. Ba tháng đảo mắt đã qua. Lý Hạo cả ngày cùng trên đàn nghiên cứu thảo luận họa đạo, lẫn nhau cộng đồng hội họa, trao đổi lẫn nhau, tự thân cảm ngộ cũng tại tích lũy. Mặc dù lẫn nhau họa đạo cảnh giới có khoảng cách, nhưng giao lưu lúc suy nghĩ va chạm cũng sẽ kích phát ra lý hạo cảm ngộ mới, cùng đối họa đạo càng sâu lý giải. Bây giờ, Hắn họa đạo kinh nghiệm đã tích lũy đến 82 vạn, lại có 18 vạn, liền có thể đạt tới cửu đoạn viên mãn. Cái này còn lại kinh nghiệm, Lý Hạo chỉ cần tìm mấy vị bán thánh hội họa một chút là được. So sánh với kinh nghiệm, muốn đánh vỡ họa đạo siêu thoát nhập thánh mới là khó khăn nhất. Trong 3 tháng này, Lý Thanh Y cũng tới đến Thiên Đàn Phong, thăm viếng Triệu Thanh Thư chờ nhìn thấy Lý Hạo cũng ở đây, nàng không khỏi sửng sốt. Thời khắc này Lý Thanh Y đã tan mất Tế Đạo Sơn tham chiến lúc ngụy trang hiển lộ ra nguyên bản thanh lệ thoát tục bộ dáng, gương mặt trắng nõn, mắt hạnh má đào, trong mắt y nguyên có một tia hồn nhiên. Chờ hỏi thăm phía dưới, Lý Thanh Y mới biết được, Lý Hạo là tới nơi này cùng trên đàn bán thánh nghiên cứu thảo luận họa tác. Đối với cái này, Lý Thanh Y có chút yên lặng. Ba tháng này, nàng thư hải sư huynh cũng là văn tổ thánh địa thiên kiêu chiến đệ nhất thánh tử, đang bế quan tiềm tu, mà Lý Hạo thế mà chạy tới nói chuyện phiếm họa tác. Lý Hạo không nhận ra Lý Thanh Y chờ ba tháng đem đến, liên cung trên đàn tạm biệt tiếp xuống chính là thương lan giới danh ngạch tranh đoạt chiến Tràng chiến dịch này ấp ủ hồi lâu thông qua cột mốc chiếu dọi toàn bộ thương lan giới vương triều mấy chục vạn thành trì đều sẽ thấy tranh đoạt chiến tới gần từng vị thiên kiêu phá quan mà ra triển lộ ra vô địch bẫy nghĩa khí tức kiếm thành lần này 10 vị trí đầu ta tất lưu danh thư hải sư huynh xuất quan mau nhìn kia là hạo nguyệt thánh tử hạo nguyệt thần phong phía trên lại có hai cái liệt dương cái này là nhật nguyệt kiếm ý sao cảm giác so lúc trước càng đáng sợ ba đại thánh địa bên trong phong vân đột biến từng vị thiên kiêu phá quan dị tượng triển lộ trời tối đó là cái gì thiên ma kia là phật tử hàng phục nội tâm tâm ma phật tôn nói tâm ma càng mạnh phật tính càng mạnh phật tử phật tính viễn siêu chúng ta phật môn thánh địa bên trong sắc trời đột nhiên ngầm mây đen quét sạch bao phủ dường như trời sập xuống cái này dị tượng để vô số người kinh động tin tức cũng lưu truyền mà ra kiếm tổ trong thánh địa rất nhiều thánh tử phá quan chờ sau khi thu công cấp tốc phái người đi tìm hiểu những người khác tin tức hạ nguyệt thánh tử xuất quan khí tức thu liễm một đầu tóc bạc bên trong phiêu đãng tơ vàng đôi mắt bên trong kim ngân sắc quang mang cũng biến thành càng thêm sáng chói hắn lập tức truyền nhân tới đi tìm hiểu lý hạo tin tức không bao lâu tin tức truyền về cái gì nhìn thấy hắn đi văn tổ thánh địa không sai nghe nói còn tổ chức một cái triển lãm tranh đang cùng văn tổ thánh địa một vị bán thánh trưởng lão nghiên cứu thảo luận họa tác. Nghe được tin tức này, hạo nguyệt thánh tử có chút kinh ngạc, suýt nữa thổ huyết. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo, danh ngạch chiến sắp đến, thế mà tại cái này liên quan đầu còn có nhàn tâm đi hội họa. Một chỗ lửa vực bên trong, xích quang từ đó bế quan bước ra bốn phía cực nóng diễm hỏa lao nhanh thu nạp, đều tụ tập đến trong cơ thể hắn, chỉ còn lại mặt đất cháy đen. Hắn ánh mắt lộ ra sáng chói xích hồng văn ngân, dường như một loại nào đó thiên nhiên đạo văn song sinh Phật tử, để ta kiến thức một chút đi. Xích quang ánh mắt lộ ra chiến ý, lập tức thay đổi áo bào bay ra chờ trở lại trong động phủ của mình, hắn hỏi thăm sư tôn, những người khác tình huống như thế nào. Khi biết được Phật môn thánh địa bên trong, có thiên ma bề ngoài hiển lộ, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều lại là minh mông chiến ý. Mà nghe được kiếm tổ trong thánh địa, có song trọng ngày huy lăng không chiếu dọi, hắn ánh mắt lộ ra cười lạnh. Lập tức, hắn nghĩ đến cái gì, hướng sư tôn hỏi thăm lúc trước giao phong qua vị kia thanh phong. Khi biết được đối phương tại xây dựng triển lãm tranh lúc, hắn ngây ngẩn cả người, lập tức có loại bị tức cười cảm giác. Xem ra chính mình lúc trước bại trận, làm cho đối phương bành trướng à.